Hello, xin chào toàn thể các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV, kênh mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 11 tháng 6 năm 2020 và bây giờ thì cũng là hơn 11 giờ tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về được hai sản phẩm là S9 Plus đấy. Hôm nay nhà mình vừa mới về được hai con S9 Plus. Hai con này là đều là bản công ty hai SIM các bạn nhé. Này. Hai con S9 cộng này. Hai con S9 cộng này buổi tối ngày hôm nay. Mình về được hai con S9 cộng này. Hai con này đều là bản công ty hai SIM. Và sản phẩm S9 cộng này thì bên mình con này là bản gì nhỉ? 256GB các bạn nhé. Đây, bộ nhớ trong lưu trữ của nó là 256GB. Và RAM của nó là RAM 6GB các bạn nhé. Đấy. Đấy, con này là RAM 6GB, bộ nhớ 256GB. Con S9 Plus này thì bên mình đang bán bạn với giá là 6 triệu đồng. Đấy, hình thức là đẹp, máy đẹp là trên 95% các bạn nhé. Con này thì là máy đẹp là trên 95%. Máy màu đen bóng rất là đẹp các bạn nhé. Đấy, mình sẽ thử nghe nhạc con này. Đây. Loa rất to, rất nghe hay nhé. Đây, một loa đây loa ngoài này. Và nghe có thể là nghe loa trên này. Đấy. S9 Plus thì mình sẽ nghe hai loa nhé. Một nghe loa dưới nhé. Và một loa trên nhé. Đấy, loa rất to, rất là nghe là sướng ạ. Đấy, S9 Plus thì các bạn cũng nhiều bạn cũng nắm rõ con này rồi đấy nhé. Nói chung là mình chỉ nói bản máy thì mình chỉ sơ sơ qua thôi. Còn các bạn nào muốn biết trên chi tiết ấy thì các bạn thể lên Google search và kiểm tra thêm về cấu hình của máy mình giúp mình nhé. Con này là bản công ty 2 SIM, phiên bản là RAM 6GB, bộ nhớ là 256GB. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 6 triệu đồng ạ. Này, 6 triệu đồng S9 Plus nhá, rất là rẻ ạ. Đấy. Ngày trước con này siêu phẩm cũng nó ra thời điểm mới phải rơi vào 30 triệu cơ. Nhưng bây giờ chỉ với giá là 6 triệu đồng các bạn đã sở hữu là S9 cộng các bạn nhá. Rất là rẻ nhá. Và con này là bản là gì nhỉ? Con này thì là bản RAM 6GB, bộ nhớ con này là 64GB nhá. RAM 6GB. Bộ nhớ trong con này là 64GB. Con này thì bên mình đang bán các bạn với giá 5.800.000 nhá. 5.800.000. Này, máy màu xanh. Hình thức cũng là trên 95% các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S9 cộng này các bạn nhắn tin hàng mình sớm nhất nhá. Đây. S9 Plus đấy ạ. Đấy, màu xanh rất đẹp ạ. Đấy, cũng là bản công ty 2 SIM, 2 sóng, RAM 6GB. Đấy, hai con này đều là màn hình là đẹp, không ám ố gì các bạn nhé. Nên là các bạn cứ yên tâm về mua về sử dụng nhé. Hai con này là màn hình đẹp, không ám ố gì nhé. Nên là các bạn yên tâm nhé. Đấy, một con màu đen bóng và một con màu xanh này rất là đẹp nhé. Con màu xanh này ít bị bám vân tay hơn là màu đen. Màu đen thì rất hay bị bám vân tay này. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S9 cộng này các bạn đi hàng mình sớm nhất nhá. Nhà mình về được hai con này. Con này thì 256GB và con này là 64GB. 5.8 triệu và 6 triệu đồng các bạn nhá. Đó, rất là rẻ. Đấy. Và đây là con Samsung S8 á. Đây hôm nay nhà mình về con Samsung S8 này. Đấy, con này S8 con này là bản Nhật nhá các bạn nhá. Samsung S8 Nhật này thì bên mình đang bán bạn với giá là 3.200.000 nhá. Đấy. S8 Nhật con này là 3.200.000. Con này là bản một SIM nhá, S8 Nhật con này là bản một SIM ạ. Đấy. Con này là S8 bản một SIM, màn hình là đẹp nhá. Màn hình đẹp không ám ố gì các bạn nhá. Đấy. Cấu hình là RAM gì nhỉ? Cấu hình là RAM gì nhỉ? RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB nhá. Đấy. Con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Con S8 này. Đấy. Hình thức là máy đẹp là còn 90% các bạn nhé. Con S8 này thì bên mình còn đẹp 90%. Đấy. Bên mình đang thanh lý bạn giá cực kỳ là rẻ. 3.200.000 sản phẩm Samsung S8 đấy nhé. Đấy, S8 đấy. 3.200.000 rất là rẻ. Đấy. Con này là bản một SIM các bạn nhé. Đấy, bản một SIM S8 đấy. Đấy. Màn hình cong rất là đẹp nhé. Các bạn mua về tặng cho ông bà, bố mẹ, người thân hoặc là các chị em phụ nữ ấy. Cái sản phẩm Samsung S8 này màn hình cong rất là sướng nhé. Đấy, bên mình đang bán mạng với giá chỉ với giá là 3.200.000 nhé. Đấy, rất là rẻ ạ. Và đây là sản phẩm Samsung S8 Plus. S8 Plus thì con này cũng là bản một SIM nhé. Con này cũng là bản Nhật một SIM nhé. Bản AU này. Đấy, S8 Plus này. Đấy, S8 Plus này. Con này bản cũng là bản Nhật một SIM. Bên mình cũng đang bán mạng với giá là 4 triệu đồng các bạn nhé. S8 Plus đi ạ, S8 Plus bản một SIM. Bên mình đang bán bạn với giá là 4 triệu đồng. Cấu hình con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Hình thức là máy đẹp là trên 90% các bạn nhé. Đây, máy màu đen bóng rất đẹp nhé. S8 này. Đấy.
S8 Plus nhá. Đấy, còn con này là S8 nhỏ này thì 3,2 triệu này, và con S8 Plus này thì là gì nhỉ, 4 triệu đồng các bạn nhé. Đây con này 4 triệu đồng này. Đấy, S8 Plus thì màn hình rất là to, màn hình cong rất là to, đấy, cái màn hình rất là đẹp nhé. Đấy, S8 Plus đây, rất là đẹp, rất rẻ. Đấy, hai con S9 đấy, S9 thì là 6 triệu và con này thì là 5,8 triệu nhá. Đấy, S9 Plus nhá. Đây hai con S9 Plus nhá. Và đây thì nhà mình, đây thì mình hôm nay về được hai con cục gạch này, hai con Mobile này, một con Mobile, một con Combat này. Hai con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 400.000 nhá. À sorry các bạn nhá. Hai con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 300k nhá. 300k cả hai nhá. Hai con đều là hai sim hai sóng nhá. Đấy, có cả đèn pin này. Các bạn là soi chuồng trâu, chuồng bò rất ok nhá. Hai con này thì bên mình đang bán bạn với giá là 300k nhá. 300k một con, hai con, một con Combat này và con một con Mobile này. Đấy, con cục gạch này, nghe nhạc này, hai sim hai sóng nhá, 300k hai con này nhá. Bạn nào thích sản phẩm cục gạch nghe gọi này, nghe nhạc này, các bạn nhanh tay đặt hàng mình là sớm nhất nhá. Đấy, 300k hai con nhá. Rất là rẻ ạ. Đây, nhà mình về được iPhone, con này iPhone 6S nhá. iPhone 6S đấy. Con này là iPhone 6S. Con này là bản Mỹ 16GB nhá. Con này là bản Mỹ 16GB. Đấy, con này thì là, con này thì đã dán ni lông nhá. Còn đã dán cường lực full màn này. À, full màn này, dán ni lông này. Máy đẹp như là mới các bạn nhá. Đấy, máy đẹp như là mới luôn. Không một vết xước luôn. Con này đã dán FPT nhá, mình dán FPT này. Đấy, con 6S này. Đấy. 6S bản Mỹ 16GB. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 2,200k nhá. 2,200k đấy ạ, 6S đấy, 16GB đấy. 2,200k. Máy đẹp là 98-99% nhá. Đấy. Con này được dừng dán keo FPT rồi các bạn nhá. Đấy, cường lực full màn hình này. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm xăm gì nhỉ? iPhone 6S Gray này các bạn nhanh tay hàng mình là sớm nhất nhá. Con này 16GB nhá. Lâu lắm thì mình không bán iPhone đâu, mình lúc mình đọc cái loại sinh ngộng hết rồi cả các bạn. Đấy. Và hình thức mua hàng bên mình rất nhiều thức. Một là các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua mình qua Zalo, số này Zalo. Và hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại nhà mình. Và đây địa chỉ cửa hàng nhà mình, các bạn là gần địa chỉ cửa hàng mình, các bạn chỉ trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng nhà mình. Và tất cả sản phẩm bên mình thì có ship ba miền. Và ở xa bên mình thì các bạn rất nhiều hình thức. Một là các bạn nào đã tin tưởng bên mình rồi ấy, thì các bạn hãy chọn hình thức là chuyển khoản trước. Và hình thức thứ hai là các bạn nào chưa tin tưởng bên mình ấy, các bạn chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Nhưng mà hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán, các bạn phải cọc phí ship cho mình 50k và 100k tùy theo mức giá sản phẩm. Mình cũng đang buồn ngủ quá, mình giới thiệu qua nhanh cho các bạn, mình đi ngủ nhé. Mình muộn quá rồi. Con này con Samsung J4 Plus này. J4 Plus thì con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 1,500k nhỉ. J4 Plus đấy ạ. Đấy. Hình thức con này là con máy đẹp là 90% nhá. J4 Plus. Màn hình con này là hơn, màn hình là 6 inch. Đấy, màn hình là 6 inch J4 cộng nhá. Con này là J4 cộng đấy ạ. Màn hình là 6 inch. Bên mình đang thanh lý bạn giá là 1,400k thôi các bạn nhá. Đấy, 1,400k sản phẩm Samsung J4 Plus nhá. 1,400k, màn hình là 6 inch. Đấy, nhà các bạn mà có ông bà, bố mẹ, người thân mà mua sản phẩm Samsung này về các bạn. Rất là tuyệt vời nhá. Máy màu màu hường nhá. Đấy, J4 Plus này, 1,500k các bạn nhá. Đấy. Đây. A3S, hôm nay nhà mình về tiếp tục con A3S nhá. Đấy, hôm nay lại về tiếp tục A3S. A3S này thì mình về liên tục cơ. Đấy. Con này thì là cấu hình là RAM 2GB, bộ nhớ trong là 16GB. Đấy, A3S RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Pin là hơn 4000, màn hình là tràn viền tay thỏ tay chuột nhá. Đấy, rất là to. Con này thì hình thức là đẹp là trên 90%. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 1,750k nhá. 1,750k sản phẩm A3S này nhá. Đấy, A3S 1,750k. Hình thức là máy đẹp là trên 90% nhá. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A3S này, các bạn nhanh hàng mình là sớm nhất nhá. A3S 1,750k, rất là rẻ. Và đây là con Redmi 3 này, Redmi C3 này. Đấy, giới thiệu. Con này là Redmi C3, cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB.
Con này thì là bên mình đang bán bằng giá là 2.200.000 nhá. 2.200.000. Con này thì là khách cũng có dán ly lông rất là đẹp này. Đây, dán ly lông xung quanh máy rất là đẹp này. Chỉ duy nhất bị chỉ cấn mỗi phát chỗ này thôi. Đó. Duy nhất chỉ máy bị cấn mỗi phát chỗ này thôi. Nói chung là máy cũ rồi thì không thể tránh được nhá. Con này có bóc, các bạn bóc cái lông ra trông như là mới luôn các bạn nhá. Đấy, ba camera này, vân tay này. Bên mình đang bán mạng giá cực kỳ là rẻ. Đây. Màn hình là hơn 6 inch này. Tràn viền tai thỏ tai chuột này. Đấy. Zemi C3 này. Đấy. Zemi C3 nhá. 2.200.000 con này nhá. Đấy, 2.200.000 rất là rẻ nha. Và đây là con 6S Plus này, con này là 6S Plus. Hôm nay mình về tiếp tục con iPhone 6S Plus này. Này. 6S Plus. Con này là bản Mỹ 128GB các bạn nhá. Đấy, bản Mỹ 128GB. Hình thức con này là máy đẹp là 9899% nhá. Đây, máy đẹp 9899%. 6S Plus, con này là phiên bản 128GB. Con này thì bên mình đang bán bạn giá là 4.200.000 nhá. 4.200.000 sản phẩm iPhone 6S Plus. Con này là bản 128GB nhá. 4.200.000 nhá. Đấy, 6S Plus. Con này thì là máy zin nguyên bản các bạn nhá, nên các bạn yên tâm sử dụng nhá. Đấy, 6S Plus bản Mỹ 128GB. Máy màu hồng nhá. Đấy, các bạn mua về tặng cho ông bà, bố mẹ, người thân hoặc là các chị em phụ nữ mua sản phẩm iPhone 6S Plus để về dùng rất là tuyệt vời nhá. Đấy. 6S Plus 128GB chỉ với 4.200.000 nhá, rất là rẻ nhá. Máy màu hồng. Đấy. Pin thì mình đã thay pin mới cho các bạn rồi nhá. Nên là các bạn yên tâm sử dụng nhá. Và con này thì cũng là iPhone 6S Plus, con này cũng là máy màu hồng, con này là bản gì nhỉ? 64GB nhá. 64GB. Thì hình thức con này còn 97-98% nhá. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 3.700.000. Đấy, 3.700.000 nhá. 6S Plus, con này là bản 64GB nhá. Đây, 6S Plus, con này là bản 64GB ạ. Đấy, 6S Plus bản 64GB nhá. Bên mình đang thanh lý bạn giá là 3.700.000. 3.700.000. Còn con này là bản 128GB. À, gì nhỉ? 4.200.000 nhá, rất là rẻ. Năm 2020 điện thoại rất là rẻ. Các bạn mua hàng online là các bạn rất là người rất là cực kỳ là thông minh. Và thứ nhất là thông minh và thứ hai là am hiểu về công nghệ nhá. Mình buồn ngủ quá, mình giới thiệu qua cho nhanh. Đây ạ. Và con này là con gì nhỉ? iPhone 6 thường. iPhone 6 thường thì con này thì cũng rất là đẹp, hình thức là máy đẹp là trên 90%. Con này là bên mình đang bán bạn giá là 1.800.000 nhá. iPhone 6 thường. Con này là bản 16GB nhá. Con này là bản VN. iPhone 6 thường bản VN. Đây, bản công ty nhá. Bản VN này là bản công ty 16GB. À, bên mình đang bán bạn với giá là 1.800.000 nhá. 1.800.000 này rất là rẻ. 1.800.000 rất là rẻ. Con này thì cũng đã dán hết cường lực này và bọc carbon nhá, rất là đẹp ạ. Và con này là iPhone 6 thường. Con này thì hình thức cũng là 90%. Con này là bản 64GB nhá. Này. Con này là bản 64GB ạ. Đây. Bản 64GB. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 2 triệu đồng nhá, iPhone 6 thường. Bản 64GB bên mình đang bán cho bạn với giá là 2 triệu đồng. Và tất cả iPhone thì mình là đều là bản quốc tế nhá, chứ không phải là iPhone lock nhá. Không phải hàng BBAT nên các bạn yên tâm nhá. Bây giờ trên thị trường đang bán sản phẩm mà iPhone mà BBAT nghe gọi thì các bạn nên chọn những sản phẩm mà shop uy tín để mua sản phẩm iPhone các bạn nhá. Thì vì những cái máy mà iCloud ấy thì bây giờ có thể là BBAT nghe gọi tải ứng dụng bình thường rồi. Nên là các bạn mua hàng iPhone thì các bạn là cân nhắc xuống tiền mua hàng iPhone nhá. Thì mình cũng có đôi lời khuyên các bạn chọn shop uy tín, cực kỳ uy tín để mua sản phẩm iPhone nhá. Đấy, iPhone bây giờ là những cái máy iCloud ấy thì các bạn có thể là đi BuyBat hoặc là BuyBat nghe được cả gọi cơ. Bây giờ là kinh khủng đến nỗi là nghe được cả gọi, nên các bạn mua iPhone ấy thì các bạn chọn những shop uy tín để mua iPhone nhá. Đấy, nhà mình nay về được mấy con iPhone, các bạn thích sản phẩm iPhone các bạn nhanh tay đàm mình sớm nhất nhá. Thì mình giới thiệu qua mình đi ngủ thôi. Đấy, và con này là Samsung Z7 Prime. Z7 Prime con này là bản Hàn một SIM, mặt lưng thì có hơi phẩy phẩy một chút. Thì con này thì bên mình đang bán bạn với giá là 1.400.000 nhá. Con này thì pin rất là trâu nhá, 1.400.000 sản phẩm Samsung Z7 Prime ạ.
Đấy, con này thì là bản Hàn Quốc một sim nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z7 Bright này, các bạn nhớ làm được sớm nhất. Pin con này rất là trâu bò nhá. Màn hình là hơn 5 inch, rất là phê, rất là sướng nhá. Đấy. 1 triệu RAM 3GB các bạn dùng rất là thích nhá, 1 triệu tư nhá, rất là rẻ. Đấy. Ôi mình buồn ngủ quá. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình cũng có ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn xem video mình thấy hay, các bạn ưng sản phẩm nào các bạn nhanh tay nhấc máy lên gọi qua hotline của số nhà mình. Và tất cả sản phẩm bên mình thì sẽ báo giá cho bạn trực tiếp cho các bạn. Thì các bạn ưng giá bên mình và ưng sản phẩm bên mình, các bạn nhấc máy lên liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình để đặt hàng. Và đây địa chỉ cửa hàng mình, các bạn gần có thể là qua địa chỉ cửa hàng mình lựa chọn sản phẩm và mua điện thoại cũ giá rẻ các bạn nhá. Và hẹn các bạn clip tối ngày mai nhé, buồn ngủ quá.